Thôi, xin chào tất cả các anh chị em, các cô bác. Em xin chia sẻ cái thủ thuật mà chúng ta dùng cái bộ Resure của Abira, chúng ta tạo bút USB. Ở thủ thuật này các anh em mình có thể dùng để cài Win và dùng để bút WinBE hay là hệ hành Linux, những cái hệ hành liên quan tới Linux. Cho phép em xin phép xưng bạn nha, em quen xưng bạn quen rồi. Rồi, đây là những cái file mà em đã chuẩn bị sẵn đây để chuẩn bị tạo cho các anh em mình thấy nha. Đây, hệ hành Linux khá là nhiều. Đấy, CentOS, nói chung là những cái hệ hành Linux là dùng thủ thuật này, bộ cài Win là chúng ta dùng thủ thuật này là chúng ta làm ok hết luôn. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành vào vấn đề chính. Các anh em mình mở cái GBAT này ha, GBAT, G3 gì đó. Rồi chúng ta dùng USB, chúng ta format hoặc là đã có format FAT32 rồi thì chúng ta nạp bút cho nó thôi. Bây giờ em ví dụ đây là cái phần dùng mới ha. Đây em ví dụ cái đây là cái phần dùng mới nè. Em sẽ tạo cái phần dùng mới cho cái USB hay là cái ổ cứng, thậm chí cái ổ cứng mình chúng ta tạo cũng được các anh em mình nha. Đây em cho nó là 16GB. Cho nó 16GB. Ở đây là cái phần dùng mà em sẽ phân định là nó là như vậy. Ở đây là em chọn FAT 32 rồi, em ok là em sẽ có phần dùng 16GB, còn lại trống bao nhiêu thì chúng ta có thể tạo sau cũng được. Rồi để làm sao mà cái phần dùng này nó bút được thì giờ em sẽ apply, em sell là em apply rồi. Đợi nó quét một lát rồi chúng ta bắt đầu nạp bút cho nó. Cái công cụ này khá là hay cái anh em mình nha, nó tương tự như là cái bút ai thôi, khá là trội luôn đó. Rồi chúng ta click chuột phải vào cái manager lab, chúng ta chọn thì chọn bút cho em nó và chọn LBA bút la. Rồi khi có hai tùy chọn này thì chúng ta đã nạp bút thành công một cái USB hay là một cái ổ cứng, cái bóc. Đấy, hiện tại là em đang nạp cái bóc luôn các anh em mình nha. Cái đây là cái bóc của em đây nè, đây ấy, cái bóc của em đây, cái ổ cứng của em đây, ổ cứng em gắn trực tiếp trên máy luôn, có nghĩa là mình dùng cái ổ cứng trong máy luôn, mình làm luôn vẫn được. Rồi bây giờ nạp bút thành công rồi, chúng ta muốn bút cái gì thì anh em mình cứ thảy vô thôi ha. Rồi bây giờ em sẽ thảy file vào để cho nó bút. Thì trước hết thì em sẽ thảy cái WinBE vô. Rồi các anh em mình xem nha, WinBE thì làm sao để nó bút được cái WinBE đây, thì cứ giải nén thôi các anh em mình nha. Đâu bây giờ em sẽ thôi em sẽ bung cái bộ này ra đi ha. Rồi em sẽ mau nó nè, các anh em mình nhớ là chọn cái order with order application, đây open with order application, và chúng ta chọn là dist email mounter, chúng ta select để cho nó mau hành cái ổ đĩa ảo, file show nó mau hành cái ổ đĩa ảo anh em ha. Rồi khi mà chúng ta chưa thấy thì cái này mình đóng lại nha, cái này mình đóng lại đi, rồi chúng ta mở lại nè, mở lại xem. Đây chúng ta vào đây chúng ta xem coi nó đã mau chưa. Mau chưa để em xem coi nào, cái ổ đó là chưa, để em thoát cái này ra ha. Rồi em thoát cái này ra đi cho nó ok, nó hiện chuẩn đi các anh em mình nè. Đấy nó đã hiện nè các anh em mình nha. Đấy rồi chúng ta click vào with open with file, rồi chúng ta control a chuột phải copy hoặc control c, hoặc lúc này chúng ta copy to rồi dẫn đến trực tiếp cái ổ vừa rồi luôn. Rồi khá là dễ các anh em mình ha. Đây có một cái menu mới nè, chúng ta chọn order, chọn cái ổ mà chúng ta vừa tạo cho em nó. Rồi chúng ta chọn cái ổ mà chúng ta định cho em nó bút cái anh em mình ha. Rồi để em coi coi. Đấy, nó đâu rồi, đợi em xíu nha, để em vào cái edit em xem coi nào. Cái ổ nó không hiện, có những cái vấn đề nó hơi rắc rối ở trong cái Ubuntu mà chúng ta chưa sử dụng quen anh em mình ha, thì nó sẽ hiện những cái phần dùng nó hiện không có rõ ràng, hoặc là nó bị ẩn, chúng ta chưa thao tác quen thì nó sẽ bị ẩn mất đi. Rồi đây là cái ổ, đây là em
anh coi coi nha. Nào 15, 15Y6, 15Y6 SDA3 15Y6. Xem chả thấy nó đâu ta. Để em đặt cái tên nó luôn đi các anh em mình ha. Đây, em đây Labor System. Đây em đặt cái tên nó đi ha. Notebook. Rồi, em đặt cái tên cho em nó đi. Rồi để cho nó đỡ phải rối cái này mình nha. Để chúng ta để phân biệt cho nó dễ, nó hiện cái tên lên chúng ta thấy cho nó rõ. Rồi, bây giờ em sẽ coi coi nào, coi em nó như nó đang nằm ở đâu. Em bỏ cái này đi. Rồi, các anh em mình muốn thấy cái ổ mình mới tạo á, các anh em mình đóng hết đi ha, đóng hết những cái tiến trình đang chạy ha, chúng ta đóng hết đi. Đóng cái disk nè, đóng vào cái GTA, G3, GBAT nãy nữa ha. Rồi nó sẽ hiện cái ổ này nó lên. Bây giờ chúng ta chép dữ liệu. Đây. Bây giờ chúng ta làm lại ha, là vào cái ổ lấy cái file ISO. Đây, chúng ta lấy cái file ISO mà chúng ta muốn tạo bút UFI Legacy, thì chúng ta chọn cái file mà nó hỗ trợ hay không mà chúng ta bút được cái chế độ đó hay không. Rồi chúng ta chọn đây mặc định disk email màu. Rồi chúng ta chọn, rồi nó sẽ hiện ở đây. Ok, chúng ta open with file control A, rồi chuột phải chúng ta copy hoặc là copy to dẫn đến trực tiếp. Rồi chúng ta chọn order đây, rồi chúng ta chọn cái ổ đây, cái ổ đây hồi nãy em đã đặt tên rồi. Bây giờ chúng ta bắt ra thôi các anh em mình nha. Hoặc là cách tương tự các anh em mình copy to ha, copy to thì nó cũng tương tự thôi. Ở đây nó có tiến trình copy các anh em mình theo dõi ở đây ha. Rồi em ví dụ cái copy to luôn, để em coi lại cái cài nha. Copy to cái hệ điều hành Linux các anh em mình mà thao tác chưa quen đó, thì nhiều khi nó hơi rắc rối đó nha. Đây em vào cái TB này ha, control A nè. Đấy, đây em chuột phải nè, copy to nè. Đấy, nó sẽ hiện ra một cái bảng. Đấy, hiện ra một cái bảng mới. Rồi anh em mình vô order ha. Đây, rồi chúng ta chọn vô cái ổ mà chúng ta định muốn copy vô. Chúng ta chọn select thôi là chúng ta sẽ copy vô được. Đó, nó cũng tương tự các anh em mình nha. Tương tự copy trực tiếp thôi. Nào, chúng ta không rõ thì chúng ta copy theo cách truyền thống cho nó dễ. Đấy, rồi vậy là chúng ta paste ra thôi. Ok, có hai cách anh em mình ha. Rồi khi mà đợi cho nó thành công thì chúng ta rút USB ra, chúng ta boot, chúng ta test rồi anh em mình nha. Thế là xong. Rồi đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta tạo bút cho nó cài win gì thì tùy các anh em mình tích hợp thôi ha. Mình muốn chạy win gì đó thì tùy mình thôi, mình muốn tích hợp win gì đó thì mình cứ giải nén mình đưa vào là nó sẽ chạy được cái win đó. Này, nó thông báo là ok, copy thành công rồi các anh em mình ha. Vậy là chúng ta rút ra để chúng ta test thôi, chúng ta cài thôi. Chúng ta cài win cứu hộ hay là làm gì test ổ cứng vậy tùy các anh em mình ha. Rồi. Đó là một cách. Cách thứ hai là mình dùng cái bộ cài win nè, vào cài win. Đây. Đây. Đây, bộ cài win. Mình làm một lượt đi các anh em mình nha, một lát một test một lượt luôn. Các anh em có thể dùng cách này ha, cách này để làm khá là nhiều việc nha. Đây, ví dụ như các anh em mình đi là cái bộ cài win này ha, bộ cài win này, bộ cài win này thì chúng ta mau nó thôi, chúng ta click đôi vào nè. Đấy, nó tự mau luôn nè các anh em mình nha. Khi chúng ta mau lần đầu ở bên chọn đúng rồi đó, đúng cái ứng dụng nó mở với file ISO rồi, lần sau chúng ta chỉ cần click đôi thôi. Rồi thì chúng ta copy qua tiếp anh em mình nha. Rồi bây giờ để nó không bị xung đột thì chúng ta nên thảy vô cái ổ khác để lần sau chúng ta. Đây, hiện tại là ở đây nó có những cái file này rồi, nếu chúng ta copy đè vô đây là nó sẽ đè chồng lên, nó sẽ báo lỗi. Thì bây giờ là em sẽ đưa nó qua cái ổ khác các anh em mình nha. Là ổ khác là ổ nào? Ổ khác là ổ nào? Em sẽ hãy vô ổ 25GB này nha.
Rồi để cho các em mình thấy luôn. Đây, ví dụ em muốn giấu cái ổ bút này đi. Rồi em ví dụ qua em Ctrl X rồi. Rồi em sẽ tạo cái thư mục mới nè. Giấu nó đi. Đâu ở đây nó không cho em máy ta. À phải rồi. Các anh em mình muốn chỉnh ha, là chúng ta anh màu ở đây nha. Rồi anh màu nè, đấy. Các anh em anh màu đi rồi chúng ta sẽ chỉnh được nha. Rồi. Rồi các anh em muốn cho nó hiện ra thì chúng ta vào cái đít ha. Vào cái đít đây chúng ta bấm ngay đây, bấm ngay play giống như biểu tượng play nè, nó sẽ mở cái ổ chúng ta lên. Thì chúng ta mới thao tác được trên cái ổ đó. Rồi, các anh em mình mở lên rồi ha, thấy rồi chúng ta truy cập vào thử. À, để em xem rồi nha. Rồi. Đây ổ 21 ghi mấy đây. Đấy, bây giờ chúng ta vào đây ha. Đó, chúng ta cắt cái những cái dữ liệu này đi, chúng ta chứa nó cho cái thư mục khác. Đấy, chúng ta tạo thư mục mới nè. Ở đây là win10ba. Win10ba. Đấy, rồi em giấu cái này trong đây đi ha. Rồi Ctrl V, ok. Black bay lui lại. Rồi. Bây giờ em sẽ giải nén tiếp cái bộ cài Win vô đây để lát là em cài Win. Rồi, bây giờ em vào cái ổ đĩa để em lấy đây cái file cài Win đây, trong này. Đây, em đã để trong đây, để chung bộ đây. Đây. Rồi bây giờ em mau cái file này, nó sẽ hiện bên đây cái anh em mình nha. Rồi em thoát ra thử coi nè, và thấy nó thay đổi chưa ha. Rồi em thoát ra hết rồi. Đấy, đấy, khi mà thoát ra hết thì nó mới hiện cái anh em mình nha. Rồi em vào đây. Rồi em vào đây em copy hết tất cả những cái file này vô cái USB hoặc cái ổ cứng của em. Bây giờ em copy to mount này ha. Rồi em chọn vô cái ổ. Cái ổ nào? Cái ổ 25GB hồi nãy. Đây, đúng cái thư mục đây, thư mục Win10ba mới tạo đây. Rồi em bấm copy thôi. Đấy. Rồi em chờ khi mà nó copy xong á, khi copy xong là một lát là em có thể dùng cái này em cài Win10. Win10 này nó hay cái anh em mình biết gì không? Khi mà chúng ta tải trên cái trang chủ Microsoft, cái anh em mình dùng cái công cụ cái tool của Microsoft á, chúng ta cái đoạn mà tùy chọn cái bản 64 bit hay là bản 32 bit á, rồi nó sẽ có một cái tùy chọn là spot là BOTH. Để các anh em chọn đúng cái bản đó thì chúng ta sẽ cài được song song hai bản, là một điều hành 32 bit và một hành 64 bit của trang chủ Microsoft cung cấp luôn, thành ra khá là tiện cho các anh em mình sử dụng ha. Rồi đợi quá trình copy thành công thì em sẽ làm thêm một cái nữa. Em làm thêm một cái nữa là Ubuntu. Ubuntu các anh em mình nha, em làm thêm cái Ubuntu để tích hợp cho các anh em mình thấy luôn. Thì cái nó cũng tương tự thôi, chỉ cần là các anh em mình giải nén vô là được, ok thôi. Đâu có khó gì đâu các anh em mình nha. Cái phần này nó hơi mất thời gian, em sẽ dừng các anh em mình ha, em sẽ dừng đợi nó mất thời gian nha. Rồi, ok, copy xong rồi các anh em mình ha. Rồi chúng ta tiếp tục thôi ha. Rồi em đã vừa copy xong rồi các anh em mình ha, và bây giờ em sẽ làm thêm một cái hệ hành Ubuntu. Đây em dùng cái Ubuntu em giải nén tiếp các anh em mình nha. Em click đôi vô thôi, rồi nó hiện ra em open with file. Rồi em bấm Ctrl A mà em copy vào thôi. Giờ em copy to mà em copy to các anh em mình nha. Rồi copy to và em chọn đúng cái ổ 25GB đây. Rồi em coi nó cho em tạo thêm một mới không nè. Show folder à. Đây ở đây tạo thêm một mới đây các anh em mình nha. Em gõ là Ubuntu. Rồi đây em tạo thêm một mới. Nó không cho em tạo hả ta. Muốn tạo thêm một hay là chuyển cắt file á, cái này mình đóng hết đi ha. Rồi chúng ta mở cái G3 gì đấy. À cái này mình anh màu nó ha, anh màu nó đây. Rồi đây là cái ổ, đây ổ nó đây. Giờ em anh màu nó nha, để
Trước khi em làm cái thao tác này em dùng cái đít thử coi là nó ok không. Cái đít thì nó cũng khá là hay. Đây em bấm đây ha, em đóng ha, anh màu đây. Dùng cái đít hay hơn, các anh em mình nha, nó tiện hơn. Dùng cái kia cũng được mà cũng phải qua đây chúng ta làm thôi. Rồi chúng ta play lại nè. Đấy, rồi mở lại nè, nó sẽ ra cái ổ mới nè. Các anh em mình vào đây nha. Bây giờ chúng ta có thể thao tác tạo hương mục được. Đấy, tạo hương mục được và chúng ta di chuyển được file Ubuntu. Rồi. Rồi, bây giờ các anh em mình tạo đây, tạo cái bộ cài Ubuntu vào đó ha. Đây, cái nãy em mau vẫn còn đây. Bây giờ chúng ta copy tool rồi vào cái mục Ubuntu. Anh em mình chưa rõ nó ổ nào thì chúng ta xem order ở đây ha. Rồi chúng ta biết chính xác dung lượng file rồi, các anh em mình click vào. Đấy. Ubuntu đây. Rồi, em sẽ copy select vô đây. Rồi đã tiến trình này chạy ok, rồi em bắt đầu test. Em test ba cái, một là WinBE, hai là bộ cài Win, ba là hệ điều hành Ubuntu. Đây, ok. Đợi tiến hành copy thành công thì em sẽ test cái này mình nha. Rồi, ok, giờ chúng ta chuẩn bị test cái này mình ha. Rồi, để kiểm tra là sơ bộ thì chúng ta biết được cái nào là boot được, cái nào không boot được thì anh em mình vào cái G3 này, Gpad này chúng ta xem nha. Hiện tại cái ổ phát 32 này là có flash, là boot và pla là ok. Có hai lựa chọn này thì cái ổ này nó sẽ boot được các anh em mình ha. Tạm thời em sẽ test trước cái ổ này. Cách này thì các anh em mình có thể linh hoạt để chúng ta test được nhiều ổ khác nhau trong cùng một cái ổ cứng trên trong máy của chúng ta và hoặc là cái USB. Đấy, em chia sẻ là mở rộng luôn các anh em mình cho dễ thao tác ha, dễ làm hơn. Rồi bây giờ em sẽ bấm F9 đối với HB để em boost cho anh em mình nha. Rồi. Rồi, bây giờ em load vào đây. Rồi nếu mà em không biết là mình boot vào cái nào cho nó đúng cái USB hay là cái bóc gắn ngoài thì em cứ để mặc định. Rồi, em để mặc định, em control alt delete cho nó tự load nè. Thì nó sẽ load vào cái bộ cài Win do hồi nãy em để bộ cài Win ngoài cùng các anh em mình nha. Rồi đó, em có thể load vào bộ cài Win. Các anh em mình thấy như đó là chúng ta biết được là cài Win được rồi đó. Rồi bây giờ em sẽ cho nó boot USB nè. Để xem em nó vào đâu. Ok. Đây là bút được UFI luôn các bạn ha. Đấy các bạn thấy không, hỗ trợ bút UFI luôn, khá là chuẩn các bạn ha. Đây giờ mình thì chọn lại bút vào cái gà win các bạn ha. Đây, vừa rồi các bạn cũng đã thấy rồi ha, nó bút rất là lộn xộn. Thì cái Linux này mình đã tích hợp rồi, nhưng mà trong này để coi là nó là cái bộ cài Win, nhưng mà thực chất nó chạy được Legacy chứ không được UEFI. Bây giờ mình sẽ khắc phục, tại vì do cái phân dùng đầu tiên này á, là mình bị bét lúc nãy mình tạo, các bạn thấy rồi ha. Bây giờ mình xóa nó luôn, mình trước khi xóa thì mình chuyển hết dữ liệu qua cái ổ FAT32 này để mình cài Win coi nó chuẩn UEFI Legacy không. Trước khi các bạn muốn cắt chuyển á, thì các bạn nhớ dùng cái đít ha. Đít nè, chúng ta bấm ô vuông này nè để cho nó mất đi, rồi chúng ta bấm play trở lại để cho nó mở ra thì chúng ta mới di chuyển cắt chỉnh sửa file được các bạn ha, hoặc tạo hương mục. Rồi bây giờ là mình sẽ vào cái Linux ha. Rồi mình chuyển những cái file này đi. Mình chuyển mấy cái file này hết qua qua cái ổ đâu rồi? Đây, ổ đây ổ này các bạn ha. Rồi bây giờ mình chuyển xong rồi, mình sẽ boot lại cho các bạn coi và mình xóa cái ổ Linux đi. Xóa cái ổ này đi để cho nó không có nhận diện nhầm. Các bạn thấy không, ở đây cái phần dùng đầu tiên là FAT 32, cái này cũng là FAT 32. Nên thành ra sợ nó nhầm ổ này nó đang bét nên khả năng lỗi rất là cao. Thành ra là mình sẽ cho boot ổ này thôi, mình xóa để mặc định ổ này cho nó xóa đi, cho nó lỗi bét các bạn ha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình chuyển file qua các bạn ha. Rồi trước khi chuyển file mình sắp xếp lại, các bạn sắp xếp theo đây, ở đây ha, ở đây nó có tạo hương mục nè. Đấy, mình tạo hương mục ở đây là setup 10, là mình lấy cho nó lẹ đi các bạn nha. Rồi mình
mình trên V qua đây. Rồi mình chờ tiến trình này chạy ăn lát các bạn ha. Thôi ok, tiến trình di chuyển hoàn tất các bạn ha. Bây giờ chúng ta xóa cái ổ Linux boot các bạn nha. Rồi ok, mình sẽ tiến hành xóa cái ổ Linux boot đây. Mình coi lại sơ qua cái coi nó còn cái gì không các bạn ha. Chống hết các bạn nha. 8,3 kg thôi. Rồi bây giờ chúng ta xóa đi các bạn nha, delete đi, do cái ổ này nó bé rồi. Mình cũng tính để cho các bạn dễ hình dung hơn, nhưng mà do nó bị lỗi bật nhiều quá nên thành ra mình dùng một ổ thôi. Chính xác là các bạn dùng một ổ là nó sẽ ok các bạn nha. Chúng ta tạo bút một ổ thôi, tạo 2-3 ổ thì nó bị lỗi này lỗi kia không như ý muốn các bạn ha. Rồi ok, nó đã về mặc định Anylocon nè các bạn ha. Mình đọc tiếng Anh sai các bạn thông cảm nha. Rồi bây giờ mình nạp boot cho cái này thì chúng ta unmount chúng ta mới nạp được các bạn ha. Nạp thêm cái boot cho nó nữa để cho nó boot chuẩn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái manager blast này, mình click vào cái bút là ok, vậy là xong. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta boot thử các bạn nha. Trước khi boot thì mình sẽ đưa cái dữ liệu của bộ cài win ra để mình test cái bộ cài win coi nó ok không các bạn ha. Rồi ok, thành công rồi các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta test lại cái này coi nó dữ liệu boot nó đang có cái gì thì chúng ta biết nó đang chạy được cái đó. Rồi 25 GB, rồi 25 GB đây, hiện tại là nó sẽ boot WinBE, nó boot WinBE. Bây giờ chúng ta test WinBE đi các bạn ha, rồi sau đó chúng ta test vào cái Win 10. Rồi ok các bạn ha. Hồi nãy mình không để ý cái mình chuyển nó lộn qua cái ổ boot USB các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta muốn boot được cái Win 10 này á thì các bạn giấu hết tất cả những cái hư mục còn lại đi, chúng ta chừa cái Win 10 ở ngoài thôi ha. Thì những cái video trước đây là mình đã chia sẻ với các bạn về cái vấn đề này rồi nha. Đây mình thấy nó vô đây chẳng hạn ha. Rồi bây giờ chúng ta giải nén hết cái bộ Win 10 ra nè. Xin lỗi bạn, chuyển hết ra đây rồi là chúng ta sẽ cài được Win 10. Rồi bây giờ chúng ta kiểm sơ lại cái GBAT này coi nó ok chưa, thành phần bút và cái tùy chọn bút ok là chúng ta test các bạn ha. Rồi ok, bút là ok đủ các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta test thôi. Rồi test nào. Mình sẽ tắt đi, rồi mình sẽ cho nó load mình nó thôi, nó đỡ rắc rối các bạn nha. Mình tháo bớt mấy cái bóc ra các bạn ha, mình tháo bớt mấy cái bóc ra nè. Rồi ok, nhấn nút nguồn cho nó tự khởi động mà boot vào Win 10 cài Win. Đấy các bạn nha, ok gì là được các bạn nha. Giờ mình có máy chính coi có gì khác không nè. F9 đây, mình vô cái EFI ha. Rồi chọn ổ cứng nè. Đấy mình vào cái bút UFI thử coi cái file này nó load được không. Không được thì chúng ta vào cái EFI, vào cái Microsoft. Nếu là đúng thì đúng là phải load mấy cái file này các bạn nha. Rồi không có cái file bút ấy rồi, chúng ta vào đây, vào cái mục bút các bạn ha. Load bằng cái cách này thì nó phải qua cách này đó, là như thế này là chúng ta bút thì đâu có bút UEFI ta, UEFI thì đâu có setup 32. Rồi mình để mặc định coi nó giống vậy không nha, giống vậy rồi cũng y gan luôn. Rồi bây giờ mình bấm F9. F9 nè, rồi EFI nè, EFI đây nè, boot nè, 32 EFI chắc sẽ không được,
không được các bạn ha. Đây, thử cái AFP trong này các bạn nha. Đây, đây là cái AFP trong hư một bút đầu các bạn. Đây hư một này, đây nhưng không được ta, bộ Win 10 này nó không hỗ trợ bút AFP sao. Như đây thì chúng ta tiến hành cài Win như bình thường các bạn ha. Đấy. Không thể cài đặt MBR à, cái này là con dùng GBT à, mình hiểu rồi. Rồi mình biết lý do các bạn nha, biết lý do tại sao mà nó không bút được UEFI rồi. Ok, thì chúng ta vô đây chúng ta bắt đầu cài Win. Sau khi mình format, không phải format là mình chuyển cái ổ, nguyên cái ổ cứng của mình từ MBR qua GBT thì đã cho cài Win các bạn ha. Thì mình sẽ mình không cài các bạn nha. Mình nếu mà cài bình thường rồi ha. Cho net ở đây là ok, là cài được rồi các bạn ha. Rồi giờ mình sẽ chuyển cái dữ liệu về cái hệ điều hành Ubuntu để chúng ta cài thử cái Ubuntu coi được không các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ thoát ra khởi động lại, mình vào cái resource Avira để chúng ta tiếp tục các bạn ha. Nhưng để làm được tất cả mọi việc nãy giờ tiến trình mình đang diễn ra, tất nhiên là làm mọi việc mà những cái việc mình nãy giờ mình chia sẻ với các bạn á, thì là phải dùng cái bộ resource của Avira hoặc là của Ubuntu ngay từ đầu các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách để chúng ta làm tiếp đây. Trước khi các bạn muốn thao tác chuyển dữ liệu thì các bạn đóng đi, tắt cái ổ đi, rồi chúng ta mở lại cái ổ ha. Rồi chúng ta bắt đầu thao tác chuyển dữ liệu, di chuyển các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái Ubuntu Setup Win 10 đây, mình sẽ chuyển tất cả những cái này vào lại đi các bạn ha, vào lại cái mục đúng của nó đi, để khi nào cần cài đặt Win 10 thì chúng ta lấy ra thôi. Rồi Ubuntu đây các bạn nha. Rồi mình sẽ lấy hết cái Ubuntu này ra ngoài các bạn ha. Đấy, các bạn cứ giải nén nhiều hệ điều hành rồi các bạn đưa vô một cái hư mục này rồi cần người ta thảy ra ngoài. Rồi bắt đầu chúng ta chạy thôi ha, chạy cái Ubuntu nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy luôn cái USB ra ngoài, rồi mình không có dùng USB nữa mà mình vẫn vô được cái hệ điều hành Ubuntu các bạn ha. Có nghĩa là dùng thử các bạn nha. Cái Ubuntu nó hay cái là nó cho phép chúng ta dùng thử hệ điều hành. Đây, mình bấm F9 rồi. Khỏi cần F9 luôn các bạn nha, cho nó tự load vô đấy. Cái Ubuntu thì nó có cái chế độ dùng thử, hai cái chế độ này chúng ta đều xài ok. Cái chế độ này là cài đặt Ubuntu các bạn ha. Rồi, chúng ta dùng cái dòng đầu cũng được. Còn đối với USB thì dễ thì các bạn ha. USB thì các bạn làm như mình ngay lúc từ ban đầu thôi là đã làm xong hết rồi.
Còn ở đây trong hệ hành ô tô nó hay một cái là mình cho các bạn xem là mình biết lý do, các bạn biết lý do tại sao ha. Đây, đít nè. Đấy các bạn thấy không? Bét nè, 64 bét setter nè, nó báo chính xác bét luôn các bạn nha. Đấy. Đó là lý do tại sao mà cái dữ liệu chúng ta để nó không an toàn không? Trên cái hệ hành ô tô cái bộ công cụ Resource. À, những hệ hành nhân Linux mà nó chạy được mấy cái này khá là hữu ích các bạn ha. Bây giờ nãy giờ chưa test Jumia nè, bây giờ mình test Jumia các bạn nha. Rồi mình sẽ coi cái disk coi. Mặc dù bad nhưng mà bây giờ là nó không đến nỗi tệ. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cái WinBE ra các bạn ha. Đây, mình chuyển cái bộ WinBE này nè. Mình tích hợp cho em mình. Rồi, chuyển ra rồi mình bút thôi các bạn nha. Rồi ok, chúng ta bút WinBE. Rồi, mình rút cái bóc ra và rút cả cái USB ra luôn. Cho nó tự load không bấm F nào hết là biết là nó đã bút thẳng vào ổ cứng các bạn ha. Ổ cứng trong laptop. Đấy. Cái bộ này mình của anh LV mình bui lại các bạn nha. Để coi cái này nó chạy cái gì, nó đang lỗi lâu quá rồi. Mình làm cái bộ này 2017 rồi. Rồi ok, thành công các bạn ha. Rồi vô đây được rồi, giờ mình chuyển cái Ubuntu qua các bạn nha. Đây, rồi vô WinRAR các bạn có thể chuyển thôi, chuyển qua thôi, cái này do nãy đầy dung lượng mà mình không để ý nữa các bạn nha. Giờ tiến trình copy xong rồi chúng ta khởi động các bạn nha. Đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn nhớ tùy chọn bút và pla nha, Fast 32 bút là. Rồi xin chào các bạn.